NS Lê Giang hào hứng bày trò trộn NS Thanh Thủy nhưng dân tình lại tranh cãi vì một lý do. Đoạn clip ghi lại màn trộn bá đạo của NS Lê Giang với NS Thanh Thủy vừa được cô đăng tải lên TikTok cá nhân. NS Lê Giang xưa nay nổi tiếng với tính cách lầy lội, dễ thương và thường hay trêu đùa bạn bè. Cứ đi tới đâu là cô mang tiếng cười rộn ràng tới đó. Điển hình như trong clip NS Lê Giang mới vừa đăng tải lên TikTok cá nhân. Chẳng là NS Lê Giang và NS Thanh Thủy cùng đoàn làm phim đang đi chung trên một chuyến xe. Tại đây, NS Lê Giang đang ung dung bắt chân ngồi lên ghế, còn NS Thanh Thủy lại ngồi bệt ngay dưới sàn. Trong clip, NS Thanh Thủy ăn vận lồng lộn như đang đi biểu diễn, tà áo dài của cô trải ra sàn xe. Ấy thế nhưng nào ngờ đang trong lúc không để ý, NS Thanh Thủy đã bị NS Lê Giang bày trò trộn khi vừa ăn bánh mì vừa vô tư thả vụn tứ tung lên chiếc áo dài của cô. NS Lê Giang vô tư ăn bánh mì thả vụn xuống tà áo dài của NS Thanh Thủy. Phải một lúc sau, NS Thanh Thủy mới biết được sự thật này. Thế nhưng đã quá muộn vì tà áo dài của cô đã ngập tràn những vụn bánh mì. Riêng NS Lê Giang lại được pha cười khoái chí vì đã trộn được cô bạn thân của mình. Thậm chí, nữ diễn viên bố giả còn tạo ra một cú lừa với khán giả bằng lời khẳng định, đôi bạn tốt. Một lúc sau, NS Thanh Thủy mới phát hiện ra cô bạn thân Lê Giang đang bày trò trộn mình phía sau. Riêng NS Lê Giang cực kỳ khoái chí vì đã trộn được cô bạn của mình. Khoảnh khắc dễ thương của bộ đôi nữ diễn viên đình đám lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý, tuy nhiên, sau clip, hành động của NS Lê Giang bỗng nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng dù có trêu đùa cho vui nhưng NS Lê Giang cũng không nên làm vậy vì vừa kém duyên vừa làm mất vệ sinh chiếc xe của công. Bên cạnh đó, không ít người tỏ ý bênh vực cho rằng đây chỉ là hành động trêu đùa cho vui của NS Lê Giang với bạn thân của mình, bởi vậy nên không cần phải để ý quá chi tiết. Một số ý kiến của khán giả, nét mặt cô toát lên sự hài hước nên khỏi cần diễn cô ha. Đáng yêu quá à. Cô Thủy dễ thương quá. Hai cô vui ghê. Kém duyên nha cô, mất hết thần tượng rồi. Dẫu biết là vui nhưng tội tài xế, dọn còn sót lại kiến sẽ lên. Nhiều khi thấy mọi người căng thẳng ghê. Bạn bè thân thiết nên người ta mới giỡn vậy, mắc gì làm căng. NS Lê Giang và NS Thanh Thủy là đôi bạn thân thiết ngoài đời. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.